Xin kính chào tất cả anh em. Đây là những mẫu đẩy rất là đẹp, đẹp xuất sắc của bên em. Maxin MA 1300, một dòng đẩy 4 kênh, công suất chuẩn cho ra 1300W ở chế độ 8 ohm. Đây là một dòng đẩy chuyên sự kiện đám cưới. Anh em nào mà đang chơi đám cưới thì anh em lên tham khảo cái mẫu đẩy này của bên em. Chất âm rất là tuyệt vời đúng không ạ? 4 kênh như một. Với công suất 1300W một kênh ở chế độ 8 ohm, anh em có thể chơi được rất là nhiều các dòng loa khác nhau như full 30, full 40, rồi những dòng full đôi 40, sub kép 50. Đây là một dòng đẩy rất là trâu bò, rất là khỏe và rất là cơ bắp. Sử dụng 80 sò anh em nhé. Cục đẩy này sử dụng 80 sò LGV kép và chạy mạch class H. Đằng trước và đằng sau có 4 quạt tản nhiệt. Kênh như một đó. Thì đây là những mẫu đẩy rất là tốt, xứng đáng để cho anh em chơi, nhất là anh em mà chơi sự kiện đám cưới thì ok. Ngày hôm nay em tiếp tục làm video về mẫu đẩy 4 kênh cao cấp nhất của bên em đó, Martin MA300. Đợt vừa rồi về rất là nhiều anh em nhé, về tới 50 cục. Thì ngày hôm nay em sẽ test những sản phẩm này và sẽ làm video gửi đến tất cả anh em mọi miền tổ quốc tham khảo những mẫu đẩy rất là tốt. Và đây là cái dòng đẩy rất là đẹp, size 3U, anh em có thể thấy đúng không ạ, có thể soi gương được và nhìn nó rất là khôn, sáng bóng, hàng chuẩn đó, hàng rất là đẹp, rất là xịn sò đúng không ạ. Với cục đẩy được thiết kế size 3U thì nó khá là nặng anh em nhé, khá là nặng, nó nặng tầm 45 kg, 45 kg. Và ở đây thì là có tất cả là nguồn xuyến và rất là to, rất là khủng, bao đồng cho anh em. Cái nguồn nó size đúng là size 3U, cũng bằng lắp, rất là dày dặn đó. Cho anh em xem một lượt cục đẩy Martin MA300 rất là đẹp đúng không ạ. Hàng này khi anh em mua về chơi thì chúng ta không phải suy nghĩ đó, độ bền rất là cao, độ bền rất là cao anh em nhé. Đó, những tiếng thì bao lực, bao sáng, bao phê. Nếu như chúng ta mà chơi một cái bộ dàn mà sự kiện nho nhỏ, anh em chỉ cần sử dụng cục đẩy Martin MA300 là ok. Một bộ dàn sự kiện chơi đám cưới gồm có hai cặp loa đúng không ạ? Hai cặp loa Line Array bass 30 hoặc bass 40 đó, và một cặp sub kép 50 thì chúng ta chơi cục đẩy Martin MA1300 này là quá ok. Hoặc là một cặp full đôi 40 đó. Đó, nhất là anh em mà chơi những cặp full đôi 40, 725 đấy đó, và thêm một cặp sub kép 50 nữa thì chúng ta sử dụng cục đẩy Martin MA300 này thì trên còn tuyệt vời
Đó, thì đây là cái mẫu đẩy xứng đáng để cho chúng ta lựa chọn. Đó. Và thời gian vừa qua thì em đã bán rất là nhiều những cái mẫu đẩy này, bán rất là nhiều, hàng về liên tục anh em nhé. Có những thời điểm không còn hàng để bán nữa. Đang mở rất to, nhưng mà đèn nó chỉ hơi nháy một chút thôi. Ok chưa? Quay mặt đằng sau cho anh em xem. Ở đây thì em đang lấy nhạc từ điện thoại. Đó. Lấy nhạc từ điện thoại không qua thiết bị xử lý gì hết đúng không ạ? Đó, cắm trực tiếp vào cục đẩy Maxim 3300. Giờ sẽ qua đằng sau. Đó, sẽ qua đằng sau cho anh em xem chi tiết về cục đẩy Maxim. Đó. Đây là đằng sau cục đẩy Maxim 3300, anh em có thể thấy đây. Đằng sau anh em nhé, VinFoot thì nó sẽ có cổng A, B đúng không ạ, C và D. Đó, ngoài ra thì nó có những cổng link 1, 2, 3, 4 đúng không ạ. Anh em thể link từ cổng A, B link sang cổng C, D được. Hoặc là cổng C link sang cổng D được. Đó. Đầu ra sử dụng bằng jack music. Đó, sử dụng bằng 4 jack music anh em nhé. Đồ nhạy đầu vào thì anh em có thể gạt để một môn cho anh em. Có chế độ gạt parallel, stem và bridge. Để stem ánh trên kênh chuyên biệt, ok chưa? Để cứa gạt qua trái nó sẽ là parallel, gạt qua phải nó sẽ là bridge chậm kênh. Đó, parallel là link kênh anh em nhé. Đó, link kênh. Còn bridge thì nó sẽ là chậm kênh, tức là 1300W mà anh em gạt bridge thì là 2 kênh vào. Gạt 2 kênh là 1 thì nó sẽ lên tới là 2600W. Ok chưa? Đó. Và đây là dây nguồn, anh em thể thấy cái dây nguồn nó quá cổ mà. Đó, dây nguồn đúc anh em nhá. Dây này nó là dây 6 ly. Đó, dây 6 ly. Độ bền rất là cao. Đó. Và đây là cục đẩy em đang chơi nhạc. Tín hiệu vào AB đúng không ạ? Sau đó em sẽ dùng một cảm giác ca lông link từ AB link lên CD đúng không ạ? Anh em có thể thấy đây. Đây là link tín hiệu anh em nhé. Đó, link kênh này, cổng AB này. Đó, cổng AB dưới đúng không ạ? Em sẽ link vào CD và sẽ chơi ra 4 loa chuyên biệt. Đó, đây là loa 3, loa 4 này. Đây là loa A, loa B đúng không ạ? Đây là 4 loa chuyên biệt. Và để gặp ở chế độ stem. Đó, gặp để chế độ stem. Chất âm rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sẽ mở một cái bản nhạc có lời nhá. Đó, mở một cái bản nhạc có lời để cho anh em cùng nghe. Âm thanh nào mà chất âm cho ra quá là hay. Maxim 1300. Thì anh em có nhu cầu anh em liên hệ trực tiếp với bên em. Tất cả sản phẩm bên em là hàng full bao hộp, hàng mới hết, hàng mới em nhá. Và bảo hành 12 tháng cho anh em.
Anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like và đăng ký kênh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.